facial spa, em biết là cái lý do chính nhất mà chính bản thân em và tất cả các chị và tất cả những phụ nam phụ nữ đều muốn, đó là sự trẻ hóa, có một làn da đẹp, sự trẻ hóa và sự tự tin, đó là ai cũng muốn đấy. Nhưng mà sao, làm sao để mình có thể mà đẹp mãi và trẻ hóa được? Có nghĩa là mình phải làm đều đặn, à một tuần hai lần nhá. Rồi bây giờ cho em làm nha chị nha. It's like a cleansing toner. Yes, yeah, chị đúng rồi. Hai thăm thôi. Cái hiệu quả của cái máy này là sẽ làm cho da mình thật là sạch, sẽ làm tại những đi sát và lỗ chân lông của mình ha, làm căng cơ, làm giảm nếp nhăn, làm mờ đi những vết nám. Thì mình xài cái này như chị Muối nói vậy, cái này là age lock, thành ra khi mà nó có cái age lock có nghĩa là nó sẽ rất là có hiệu quả trong cái này chống lão hóa. Mình sử dụng cái này mỗi ở nhà mỗi một buổi sáng hoặc buổi tối thì rất là tốt, không những nó làm sạch da mà nó làm cho cái da mình rất là căng. Ok, thì bây giờ mình sắp sửa xong cái phần rửa mặt ha. Nhưng mà thường thường mình cũng trong cái lúc mà mình rửa mặt thì mình sẽ lợi dụng cái cơ hội để mà mình massage cái mặt, tại vì cái nước rửa mặt này rất là tốt cho cái vấn đề căng cơ nha các bạn. Ok, rồi mọi người rửa xong chưa? Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái nước rửa mặt này ra ha. Ok, mình xong rồi đó nha. Oh wow, tuyệt vời. Giữa xả nước xuống. Mình ra xả cái khăn mình lau xuống. Ái Hoa xong chưa Ái Hoa? Dạ xong chị. Ok. Thì Ái Hoa giới thiệu cái biết bước kế tiếp Ái Hoa. Dạ, để em lau mặt cái đó. Thì rửa mặt xong, giờ lau mặt sạch xong rồi bắt đầu Mimi. Bắt đầu mình chuẩn bị chạy cái treo. Dạ, để lau mặt sạch đi đã chị. Chúng ta mà hỏi. Ok, cái này là cái gel đây. Gel này màu trắng ha, trắng trong. Thì mình bóp một lóng tay vào cái máy. Đó, chị mới trình bày rồi đó. Anh chị nào có da mặt khô thì mình có thể xịt cái nước giữ ẩm, là nước hoa giữ ẩm đó, cho nó đừng có khô quá. Giờ bắt đầu mình xịt lên, mình xích đều lên trên mặt mình, và bắt đầu mình mới bấm số để chạy máy. Mấy chị làm tới đâu rồi? Dạ mình đang bấm số 4 này chị Muối. Ok, chị đi nhanh dữ ha. Em thì mới bắt đầu thôi. Em xịt thêm tí. Dạo này chắc mình uống nước hơi thiếu, da nó hơi khô. Ok, thì bây giờ mình bấm số 4, đi dòng điện thứ nhất. Chị Hoa, nói về dòng điện thứ nhất đi chị Hoa. Dạ, thì cái đầu tiên thì mình bỏ chia vô rồi mình bấm số 4. Cái dòng điện thứ nhất thì nó sẽ clean up rất là sạch, deep trong cái lỗ chân lông của mình á. Làm sạch những cái bụi bặm mà sâu trong lỗ chân lông. Khi mà mình rửa mặt với rửa mặt bình thường thì nó không có sạch, nhưng mà khi mà mình dùng cái máy này thì nó sẽ lôi ra hết những cái chất dơ, những cái chất dầu nó đóng sâu trong lỗ chân lông, nó làm cho da mặt mình rất là sạch. Thì cái này nó sẽ chạy trong vòng 5 phút. Thank you. Và mình cứ nghe cái tiếng mà tít tít, có nghĩa là cái sensor đó. Có nghĩa là cái máy vẫn đang hoạt động nha. Trong trường hợp một số người có hỏi mình là tại sao mà nó bị tắt á, thì nó có tới hai trường hợp. Thứ nhất là có thể là mình cầm không có đúng cách. Cái thứ hai là cái da của mình có thể là nó đã bị khô, đúng không Ái Hoa? Dạ. Yeah. Và mà khi mà mình đánh được cái da mặt khô là cái điều không nên ha, tại vì nó sẽ làm trầy da của mình, tại vì nó sẽ nhờ cái chất nhờn để mình sẽ đi theo cái cơ này như mình muốn. Cũng có nhiều lý do lắm, tại em cũng nghe một số khách hàng khi mà họ dùng cái này á, họ không có nghe cái tiếng bíp mà họ vẫn chạy, có nghĩa là không đúng quý anh chị. Mình phải khi mà mình để vào mình khởi động số 4 đó là đặt đến cái da mình phải nghe tiếng bíp,
bắt đầu mình mới chạy ha. Và nếu như mà nó chạy á, cứ thỉnh thoảng nó sẽ bíp thì là ok, đây là cái máy đang hoạt động tốt. Còn nếu như mà mình chạy mà một chút xíu mà mình thấy cái đèn nó chớp chớp thì mình phải để ý lại là cái da mình, tay mình nó bị khô nè, hay là treo ít quá không đủ nè, hoặc là pin yếu nè. Nói chung là nó có nhiều cái lý do lắm, cho nên mình phải kiểm tra lại những cái đó hả. Nếu mà mình làm cho người khác thì mất xua cái tay mình vào thớt và da người khác, nếu mà mình không đụng vào da người khác thì nó cũng đèn nó cũng báo nữa. Nên nó có nhiều cái lý do để mà mình kiểm tra. Cho nên khi nào mà cái mà đúng nhất là khi nào mình bỏ lên nó kêu và lâu lâu thỉnh thoảng nó sẽ bíp đều đặn như vậy thì nó là cái máy nó đang hoạt động tốt. Em dạo này uống không đủ nước, thành ra thấy nhiều lúc nó cũng bị khô. Em nghe một số mấy chị khác nghe nói với em đấy, có khi bỏ cái máy lên không nghe cái máy bíp nó mà vẫn chạy, nó ùa chạy về, nó có kết quả gì không? Nó sẽ không có hiệu quả. Còn mình bật máy chút xíu, mấy anh chị nhớ uống miếng nước, uống ly nước trước khi mình chạy máy, nó tuyệt vời hơn. Wow, hay cho cái da mình không có bị khô quá. Dạ, hay quá chị ha. Mỗi người mình sẽ học một chút kinh nghiệm với nhau. Thì từ ít mỗi người một ít sẽ trở thành rất là nhiều kinh nghiệm nha. Dạo này thú thật là mình xuyên xài máy rồi lắm nha. Tại vì mình thấy không những là mình feel good, nhưng mà mình được cái nó gọi là feedback á. Nghĩa là mình được phản ứng từ một số bạn bè là tại sao dầu mình hơi chảnh chút, sao nhìn hơi đẹp. Đó vậy phải không? Trẻ phải không? Biết mà. Tại đi mà phụ nữ mà được ai khen đẹp thì mừng lắm. Thì đó không? Tại sao chị không nói I know? I know. Tôi muốn cho bực cái mỏ. Ơi cái chuyện chút xíu thì thật ra thì nếu mà muốn mình chia sẻ thì mình cũng sẽ chia sẻ là một phần á là nhờ cái máy này là mình đánh đều đặn hơn đó, cho nên nó giúp cái da mặt mình rất nhiều. Cái thứ nhất là khi mình nhìn vô á, cái da mặt của mình nó không có bị bụng nha, nó không có bị sệ, tại vì khi mà mình lớn tuổi cái chất collagen của mình nó sẽ giảm, thì cái da mặt của mình tự sửa mình thấy nó phụng phụng, mình nói thật á, rờ vô biết liền à, nhìn đã thấy rồi ha, rờ vô một cái. Bây giờ nè, ví dụ bây giờ cái da mặt mình căng lên, mình nhìn mình sẽ thấy nè, cái độ này, nó búng ra thấy không? Còn nếu như cái da mặt của mình bị bụng để ý nó sụt sâu vô luôn, nó sụt vô luôn. Mình thì khi mà cái da mặt của mình cái căng, cái cơ nó căng như vậy thì mình cũng sẽ giữ lại cái nét trẻ trung. Mà anh chị nào mà chạy máy một tuần lễ 3 lần là rất kết quả nó rất là khác hẳn luôn đó. Cái đó là quá tốt luôn đó chị. Mình chạy có một tuần lễ một lần mình cũng thấy nó khác. Nhưng mà không có kết quả đẹp bằng cái 3 lần một tuần. Wow, hơn. Nó sẽ thấy rõ ràng hơn, nhanh hơn nữa. Okay. Cái máy nha. Để làm cho nó thực đi. Máy của mình xong rồi nha, 5 phút đã trôi qua ma quá, vèo vèo vèo. Đi giống máy bay vậy, từ từ đi. Đi giống máy bay từ từ chạy thôi, tại vì mình bán cho nên thời gian nó qua mau. Thì cái trong vòng có 5 phút á là đi cái dòng điện thứ nhất, thì bây giờ mình sẽ lấy cái chất ta dơ. Ok, máy mình cũng ngưng rồi. Bên kia cũng đi bằng quả tỉ cái bộ. Nó cũng bằng tới bến rồi. Tới bến rồi. Bye bye, đáp xuống. Ghi lần thứ nhất đó, mình không cần lau kỹ quá, mình chỉ lau sơ được rồi. Mình còn tiếp tục dùng gel thứ nhất mình lau sơ thôi. Mình còn tiếp tục. Đúng rồi, thứ nhất mình lau sơ. Bắt đầu mình cho cái dòng gel thứ hai. Thì dòng gel thứ hai mà mình đi số 3 ha mấy anh chị. Ok. Lần thứ hai cũng giống treo hả quý anh chị? Một lần. Mình cũng bỏ khoảng một lóng. Nếu mà anh chị nào chạy đua thì mấy khô thì nên bỏ nhiều chút xíu. Nên là mình có thể bỏ thêm cái moisturizer, cái nước hoa giữ ẩm nữa. Ok, thì mấy bắt đầu mình chạy có dòng máy 3. Spa đó nha, đưa ra làm tụi em nha. Dòng thứ 2 thì mình đi số 3 ha. Đã
cùng nhau làm đẹp, chăm sóc da thôi, kéo già. Chăm sóc da thôi, kéo già. Ai để máy vậy ta? Ok, rồi mình bắt đầu đi số 2 nha. 1, 2, 3. Nếu mà các mấy chị em của mình, nếu mà có ai có máy mình cùng nhau đánh nha. Lấy nhau, cùng nhau ra đánh chơi với nhau nè. Nếu thật sự mà mình chỉ dành khoảng 30 phút đồng hồ, mình sẽ thấy cái kết quả khác. Tất cả vì sắc đẹp vĩ đại mà chỉ có 30 phút trong một tuần mà mình làm không được, mình cũng hơi buồn nè nha. Không tới 30 đâu, tại vì mình 8 thì 30, chứ còn bình thường cứ 2. Đúng rồi, đúng. Tại mình 8. Mình 8 mới ra 30. Mình 8 ra 30. Mình 8 nó ra 30. Ok. Cả nhà ơi, nếu mà ai đang coi mình á, nếu mà nghe được cái tiếng của mình á, nếu mà giọng của mình được á, thì cho mình xin số 1 nha, để mình biết coi mình có ra tiếng hay không. Mình bị mấy lần mình không có mở cái volume, nó không có ra tiếng. Cả nhà ơi, cho mình xin số 1 nha, nếu mà ai nghe tiếng của mình. Đây, mình đang đi dòng số 2 vẫn còn. Có số 1 chưa? Nghe được tiếng chưa? Chưa. Hồi nãy Trinh bị, nó bị im lặng trong một khoảng thời gian lâu lắm. Ái hoa, Trinh mới thêm phục trở lại đó. Vậy hả? Dạ. Rồi, thì mình đi cái dòng số 2 ha. Số 2 là... vô ngay cái điện thoại của chị Vinh dùng, có thể nghe được trong Facebook. Ái Hoa giải thích thêm cho mọi người, cho chị hiểu luôn cái dòng điện số 2 đi Ái Hoa. Đi lần thứ 2. Dạ thì lần thứ nhất, dòng thứ nhất thì nó lên up, dòng thứ 2 thì khi mà da mặt mình nó sạch rồi á, nó sẽ làm cái lỗ chân lông mình nó khít lại, nó sạch, nó làm cái da mình nó săn chắc. Nó sẽ nâng một cái cơ mặt mình lên. Sẽ theo cái ý của mình ha, mình đi, cho nên bởi vậy mình phải luôn luôn phải đi lên và đi ra, đừng bao giờ kéo xuống. Tại bây giờ là cái lần thứ hai rất là quan trọng, là mình muốn cái da mặt mình săn chắc hay không là do cái lần này nữa nè. Tại lần thứ nhất là nó đã lấy sạch bụi rồi, thì lần thứ hai nó sẽ làm cái lỗ chân lông của mình nó khít lại, và khi mà cái da mình nó sẽ săn. Giống cái này lần thứ hai cũng giống cái bàn ủi vậy đó, nó bàn ủi bây giờ nó sẽ ủi bớt những cái nếp nhăn, những cái chỗ nào mà nhăn nhiều mình phải tập trung cái chỗ đó để mà giảm bớt nếp nhăn và nó căng cơ. Chị Phấn ơi, chị Phấn xài cái này bao lâu rồi và chị Phấn cảm thấy nó như thế nào? Chị Phấn nó giúp cái da mặt của chị như ra sao hả chị? Để coi, 9 tháng rồi, hết 9 tháng rồi, da mặt nó càng ngày càng khá, càng có tiến bộ, bớt đi cái nếp nhăn ở đây nè, với lại ở đây, trên trán cũng bớt nữa. Mình rất là thích cái máy này, mê luôn. Chơi cái bàn ủi này vui ha chị ha? Nhờ nó ủi cái thẳng mặt hết trời. Mất cái tắc nhăn. Trinh vẫn bị cái problem là không nghe tiếng nha em. Vẫn không nghe tiếng luôn. Ok, Trinh hiểu rồi. Cái gì cũng vậy. Alright. Mình cố gắng mình đều đặn á. Mình làm đều đặn cái da mặt mình á, săn chắc, nó không bị xề hai cái chỗ má này nè quý chị, và cái đuôi mắt mình.
Nó sẽ bớt đi nhiều nếp nhăn ở trên mặt mình lắm. Yes. Yes. Ok, dòng thứ hai đã ngưng rồi nha mấy chị. Ủa sao chị đi lẹ lẹ vậy chị? Nói bài của em, nó bài hơi nhanh một chút. Này đi hỏa tiễn nào. Ở nhà cái này đi trong phòng có 5 phút thôi, nhưng mà thoáng một cái là hết 5 phút, thoáng một cái là hết 5 phút. That's why mà tại sao mình hay làm với nhau lắm. Mình tán với nhau chút xíu thôi là mình thấy 5 phút nó trôi qua vèo 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 vậy đó. Nhiều khi không kịp nói tại sao mình phải làm mãi này nữa nha. Tại sao mình làm cái này? Mình lau sạch để mình bỏ cái mát lên. Chị chờ em chút được ha? Được. Xong rồi, ok, 5 phút của mình qua xong rồi. Thôi các bạn ơi, mình coi như là bây giờ cái dòng thứ hai mình xong rồi. Hát xong luôn rồi. Dạ, xong luôn, mọi người đều xong. Thường thường thì mình hay xong cùng một lúc. Nếu mà mình start cùng một lúc thì nó sẽ xong cùng một lúc. Thì lần này là mình sẽ lấy cái keo ra. Lần này mình lấy kỹ hơn chút nha. Kỹ hơn cái lần đầu. Thì khi mà mình lấy cái này xong ra thì mình sẽ... Mình bắt đầu mình bỏ cái mask lên. Mask. Đây là cái mask nè, nó gọi là resilient mask. Gel mask. Cái này thì giúp cho những cái mà giữ lại những cái độ mà mình làm mấy giờ đó. Đây là cái gel mask đây. Đây là cái này. À, mình sẽ để đều trên cái mặt của mình. Đây, cái gel này mình xức đều lên, bắt đầu mình massage. Massage cho nó thẩm thấu vào. Và nó giúp săn chắc những cái nét mình chảy máy đó. Mình mới vừa chạy xong đó. Mới làm cho nó giữ cho cái nét nó lông hơn, săn chắc hơn. Mình massage lên cho đến mức mà thấy nó bắt đầu khô nhất lại, mình ngưng lại là được rồi. Và sau đó mình để 5 phút thôi. Nên chị chỉ để 5 phút thôi rồi mình có thể xả. Bí quyết sắc đẹp của chị em phụ nữ, phụ nam luôn. Hôm nay không có mấy anh vô ha, chắc đi về công ty hết rồi. Đi về, đi chơi hết rồi. Hôm nay công ty có cái convention lớn, chị em mình ở nhà làm đẹp. Không có live stream. Chờ mấy ngày này coi sự kiện bên hoành tráng quá trời luôn. Uh-huh. Em này không giờ bận quá không có xem, nhưng mà thấy mấy chị phô lên thì mình coi. À, mình đánh cho tới khi nào mà mình cảm thấy cái tay mình khô thôi nha. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình chờ cho nó khô quá, trước khi mình rửa mặt thì mình có thể là lau chùi cái dụng cụ của mình, sắp xếp. Thì mình cũng hay làm cái đó ở tiệm, mình làm cho khách hàng vậy đó. Mình để cái gel mask xong, cái lúc mà mình để cho nó người ta khoảng nghỉ khoảng chừng 5-10 phút thì mình đi dọn dẹp đồ của mình. Mình cũng để ở cái cổ luôn, tại cái cổ rất là quan trọng. Có thêm cái service này ở tiệm cũng đỡ quá hả chị Chinh. Mùa đông này có thêm việc để làm facial sướng khách hàng, lấy cái làm cái chăn ấm ấm đắp nằm nó ngủ luôn. Trời ơi, cái chân em đang ngủ, mình cũng ngủ theo luôn nữa. À, nói chung thì mà em thấy cái này cho tiệm nail rất là tuyệt vời. Tại vì thời gian mấy có một số khách hàng họ tháo móng đó, nhưng mà cái mặt thì vẫn muốn trẻ trung. Thành ra họ đến làm cái mặt đó. Thì mình thấy cái này nó rất là hay. Nó giúp cho cái thời gian mình dán về nail và mình làm thêm cái facial. Em thì thấy đó, nếu mà một ngày mà mình được làm mặt không á, không làm nail, mình cũng thấy sướng hơn. Có thể đã chứ. Cái tip nó cũng nhiều hơn. Mỗi lần mình làm mặt á, cái tiền tê nó nhiều hơn đó nha. Đúng vậy. Bây giờ mình rất là thích. Em nói nếu mà một ngày làm được 10 cái mặt là đủ rồi. Ok, mình chờ thêm một vài phút nữa là mình có thể giữ lại rồi đó. Đó, tìm giữa đồ nghề. Ừ, thôi mình chút xíu mình giữa luôn. Mình sắp xếp khô rồi, bên này xong mà khô lẻ thế. Mình
chắc bữa nào mình uống nó ít dữ, nó hút nhanh quá trời luôn. Thì như cả nhà thấy ha, thấy là thấy gì, như mình thấy ở cái tuổi của mình mà thấy cái da mặt của mình nó có cái độ căng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái đuôi mắt ở đây nó sẽ giảm đi cái vết nhăn rất là nhiều. Rồi những cái vết nâu thì khi mà thứ nhất mình tuổi, thứ hai là có thể cái môi trường á, mình nó làm cho cái da mặt của mình bị nám, một cái là nám đi, thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều, nó rất là sạch. Cái này rất là giản tiện, mình phải ở đâu cũng được, mình phải ở nhà cũng được, mình đi du lịch, mình đi nghỉ hè, chẳng hạn mình đi Việt Nam cho một tháng, mình nghĩ là khi cái da mặt của mình mình cần làm, mình chỉ mang cái bộ này rất là gọn nhẹ, tại vì nó chỉ có cái máy này, nếu mà thật sự là đầy đủ cái này và cái máy xem một cái nữa, trọn bộ mình cứ mang đi tất cứ nơi nào mình muốn. Còn đi làm thì cái mình cứ nếu mà mình thật sự là mình travel đi làm thì mình cũng bỏ vào trong cái giỏ sách nhỏ đó đi. Theo như mình nghĩ chưa có, từ nào giờ mình đi làm facial mà chưa có một cái bộ facial hoặc cách làm facial nào mà nó vừa nhanh vừa gọn mà vừa có hiệu quả, mà những cái thứ gì mà hiệu quả mình mới xài cho tới tận bây giờ, thử hết mọi thứ rồi, mà cái này thật đây là cái lần đầu tiên mà mình xài lâu nhất mà bền bỉ nhất, là bởi vì nó có cái hiệu quả. Cái hiệu quả là không phải là mình chỉ nói nha, cái hiệu quả là người khác mình cảm nhận là đúng rồi, mình feel good, nhưng mà người khác nếu mà họ nhìn thấy mình mà thay đổi hàng ngày mà họ cho mình một cái lời khen mỗi khi mình họ gặp mình, đó là cái hiệu quả rất là cao. Tuyệt vời. Mình cũng sắp sửa hết rồi, tại hết xong cái chương trình này rồi, tại rất là nhanh, cái này chỉ cần rửa sạch cái chi rồi mình sẽ sử dụng cái chất dưỡng da. Thì cái chất dưỡng da thì mỗi người sử dụng cái cách khác nhau, cũng có cái cách của mình, rất là tuyệt vời. Các anh chị mà trên Facebook hoặc là bạn bè quen, nếu mà mình có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, hay là nếu mình có máy mình muốn làm chung với nhau, cứ liên lạc với những người của mình trong đây, cứ làm chung với nhau đi, vừa làm vừa tán vừa học hỏi, cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Mình tháo xuống rồi đó nha mấy chị, tháo cái mask xuống chưa? Mình khô, mình tháo xuống. Nó bận quá à. Vừa được làm đẹp, vừa được lên đây tám, có gì bằng phải không? Weekend rồi phải làm đẹp đi thôi. Thứ bảy có nhiều chương trình phải không? Người nào cũng có chương trình thứ bảy. Tối thứ sáu mà làm đẹp xong là ngày thứ bảy đi là rạng rỡ luôn á. Sao mà hình của mình bị đứng luôn rồi? What happened? Sao mình bị đứng hình vậy ta? Chị qua còn nghe không? Dạ con chị. Hello. Nè. Con chị vẫn bình thường mà đâu có gì đâu chị. Sao hình của em thấy đứng im vậy? Không nhúc nhích. Chị thấy nhưng mà em thấy chị bình thường không có gì hết. Vậy dạ. Em không thấy hình em đó, tại vì cái internet không sao. Dạ, không thấy chị Phấn. Dạ thấy đủ. Dạ, ok, internet của muối à. Tháo cái mask xuống rồi, bây giờ mình xài cái chu phi. Mình thích cái viên này lắm. Cái chu phi này là mình còn gọi là giọt nước thần ha. Thì cái này nó giúp chức đàn hồi, giúp cho cái mặt mình săn chắc. Viên nhỏ xíu thôi, cứ mỗi một lần mình xài chỉ có một viên, sáng viên tối viên. Ok, đây là giọt nước thần đây. Thì với lại mình có xài thêm cái gọi là ideal eye, thì cái này nó giúp cho cái bọng mắt. Mấy anh chị thấy không, cái này nó giúp cho cái bọng mắt, với lại vòng quanh cái mắt mình mà có thâm đen thì mình cũng có thể xài cái này, nó cũng giúp. Cái này mình chỉ tháp lên thôi.
nên chị thắt lên, cần làm nhiều ha, tí xíu mình bỏ chút xíu lên để bắt đầu mình xài cái chất đàn hồi, cái chu phi lên, mình còn gọi nó là giọt nước thần nữa. Ok, mình bắt đầu bỏ cái chu phi này, cái chu phi này, cái giọt nước thần này thì nó là tinh dầu, nhưng mà mình lúc mình sức điều lên cái mặt mình xong cái bắt đầu mình nó xa lên cho nó thẩm thấu vào đó, thì lát mình mới thấy cái dầu nữa. Khi mà nó thẩm thấu vào thì nó xong sẽ không thấy cái dầu nữa ha. Có nè, thấy không? Buổi không có thấy được màn ảnh sao nó bị đứng lại, em cũng không biết tại sao. Mình thấy mối được rồi. Ok. Ok. Yeah, I don't know what happened. Maybe the internet something wrong, I don't know. Chị Buổi ơi, bên cái face cái live video của chị cũng không có lên, không có ra tiếng nha chị. Của em á hả? Yes, em với chị có cùng một problem. Oh. À, em thì ai cũng nghe hết, mà tiếng em thì không nghe, nhưng mà hình như của em chị... nghe tiếng chị luôn đó, ngoại trừ chị Lan thôi, còn tiếng của mấy chị ai em nghe hết đó. Nhưng mà nó em trong, thấy không có trong phim chị vẫn nghe của em, nhưng mà cái live em không có nghe vậy. Vậy là trên bà mấy anh chị em trên Facebook không nghe chị Chính nói hả? Không, vẫn không nghe được. Còn chị Muối thì em thì trong máy của chị thôi, cho máy người khác vẫn nghe được. Máy mình thôi, chỉ có máy mình thôi. Dạ, em không biết tại sao máy em không thấy, nó bị gì không biết. Nhưng mà mấy chị nói mấy chị thấy. No, em vẫn thấy chị bình thường, nhưng mà bây giờ chị chưa có stop nha, chị còn phải, chị còn like phải không? Nhưng yeah, mà còn. Nhưng mà không có tiếng, ok. Không có tiếng. Không có tiếng. Thấy có hình rõ ràng đẹp lắm mà không có tiếng nha. Vậy mình chỉnh ở đâu ta? Đó mới là vấn đề của chị thì ok. Bây giờ em xích cái chu phi xong rồi bắt đầu em mới massage lên cho nó liền. Có tiếng vậy hả? Bị cái gì vậy? Mình làm lại nha, mình làm mà mình live lại mà trong cái only me để coi có tiếng hay không. Mình đã kết, mình chị bà kết, con mình hết live nãy giờ rồi nha. Chị kết thúc rồi, chị kết thúc rồi, em mới tắt. Em còn nha. Em chưa có tắt. Yeah. Em còn. Okay. Cho chị thử. Chị thử. Em chưa có tắt. Kết thúc rồi đi thử. Ok. Cứ làm đi chị vô. Em còn live. Ok chị, nhưng em mà không đến cái này. Bây giờ em đang sức cái chu phi. Dạ dạ dạ. Em lại có cái đó mẹ lấy ra xài. Chương trình làm đẹp tối nay là chị có về thôi quý anh chị, làm facial, đánh facial để là làm sạch cái da mặt, rồi đánh tan những cái nếp nhăn trên mặt và nâng cơ mặt. Thì đó là cái, okay, cái chương trình làm đẹp của các chị em mỗi buổi tối thứ sáu. Em tất cái trang dưỡng da đẹp. Nhưng mà anh chị em nào có máy thì có thể inbox tụi em biết để tụi em thách cái mã số, cái thời gian để cùng ra đây cùng làm đẹp, cùng tám cho nó vui. Vừa được làm đẹp vừa được tám. Thì cái chương trình tối nay về chị cứ tới đây là chấm dứt rồi. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Chị ơi, chị cho em nói nè, chị em cho em một cái ý kiến nè. Yeah. Mời tất cả mọi người ai có máy hoặc là không cần có máy, có sản phẩm làm đẹp là được rồi. Yeah. Có sữa rửa mặt nè ha, có gel mask nè, lên là cùng mời lên là làm đẹp với chị em mình ha. Dạ. Còn nữa là học hỏi kinh nghiệm làm đẹp với nhau. Yeah, tuyệt vời. Ok, đại diện cho team Beauty Club hôm nay em thank you chị Trinh so much. Em bổ sung chút xíu nữa, tuy là không có máy nhưng mà cũng có thể tham gia. Các anh chị mình đã join ngày hôm nay ha. Rồi em mến chúc tất cả mọi người có một ngày thứ bảy tuyệt vời, và đêm hôm nay mình ngủ sleeping in the beauty sleeping, right?
Và một ngày cuối tuần tuyệt vời với gia đình nha các chị. Mình sẽ hẹn gặp lại tối thứ ba trong chương trình. Rồi em cũng xong rồi. Dạ. Rồi đây, chúc mấy anh chị một buổi tối ngủ ngon. Dạ. Yeah, bye bye chị.